Alo, vợ yêu à? Wow. Cô bách hợp đây à? Bách hợp là gì? Hình như là anh ta chẳng ăn uống gì thì phải. Ở công ty cũng chẳng thấy đi ăn uống với ai. Sếp Nam Phong có bạn gái rồi đấy. Cái gì? Được rồi, nhà đây,